Trước đây chúng ta đều đã từng nghĩ, chỉ cần còn duyên thì dù có ở xa cách bao nhiêu, chúng ta cũng sẽ trở về bên cạnh nhau. Nhưng quá ra không phải, còn duyên hay không cũng chẳng quan trọng. Thực chất lòng người xa cách thì trời đất có bao dung cũng sẽ tự khắc lạc hướng. Quá ra đến sau cùng, lòng người mới là thứ quan trọng nhất. Nó có thể khiến ta vì nhau mà chống lại nghiệt duyên, cũng có thể khiến ta vì một người mà xé tan nát duyên phận. Vốn dĩ trời không phụ lòng người, mà chính con người tự phụ lòng nhau.